Thưa quý vị, đây là luật sư An Rưu Đỗ. Phải nói là có được cái sự thành công của ngày hôm nay với sự trợ giúp của OCTA thì cũng đã nhờ cái văn phòng của luật sư An Rưu Đỗ, giám sát viên quận Cam, để mà giúp đỡ cho cộng đồng. Tết năm nay có vẻ là chúng ta không chỉ gói gọn cho cộng đồng Việt Nam chúng ta thôi mà còn cho các cộng đồng khác biết thêm về hội chợ Tết của mình, phải không thưa anh? Đúng rồi, chúng tôi rất hân hạnh đã được có cơ hội để mình hợp tác chung với lại cộng đồng Việt Nam miền Nam Cali để tổ chức hội chợ Tết năm nay. Và việc này đã cho chúng ta thấy thứ nhất là cộng đồng chúng ta đã trưởng thành tới một lúc mà không phải chỉ có chính quyền mà ngay cả những cơ quan trong chính phủ mà liên hệ làm việc với lại các cử tri trong quận Cam, họ nhìn thấy cái contribution của mình và cái sức mạnh của mình. Đó là tại sao họ muốn tới đây, họ giúp mình để quảng cáo. Với những xe này như anh nói, họ bọc một vài số xe bus, họ sẽ lái chung quanh quận Cam. Và tất cả mọi người từ bao nhiêu năm nay có thể họ nghe thấy đến chợ Tết mà không biết nó về gì. Đến ngày nay làm ở Mount Square Park, thứ nhất là nó tiện nghi, dễ dàng tới, đậu xe cũng dễ hơn. Và nó mở rộng, giải cái chỗ mà mình có nhiều mà nơi có thể làm mà ra vào nó dễ dàng. Và quan trọng hơn nữa là miễn phí. Đó là cách mà mình sẽ giới thiệu được cái văn hóa và truyền thống của mình cho họ. Chúng tôi rất hân hạnh là mình làm được cái đó năm nay và chúng tôi sẽ mong muốn là cái này sẽ trở thành một cái truyền thống hàng năm trong cộng đồng chúng ta. Mặc dù hội chợ Tết chưa diễn ra nhưng mà cho thấy đây là một cái sự thành công lớn, hoặc là không của riêng ai mà của cả cộng đồng, không thưa anh? Đó là khi mà chúng ta đoàn kết, chúng ta thấy đây là tại sao mình sẽ có sức mạnh mà mình có thể mà phục vụ được cộng đồng một cách mà nó ích lợi. Thế đó là luật sư An Rưu Đỗ, giám sát viên quận Cam, có mặt trong cái ngày promote cho chương trình hội chợ Tết quận Cam. Quý vị, đây là anh Hòa, đại diện cho hội chợ Tết quận Cam, được tổ chức tại công viên Mile Square Park thuộc thành phố Fountain Valley. Thưa anh Hòa, hội chợ Tết nào chúng tôi được biết cũng có nhiều cái chương trình để mà thu hút bà con đồng hương đến để mà vui Tết. Thì hội chợ Tết mình năm nay có những cái hoạt động Tết như thế nào thưa anh? Năm nay đặc biệt là chúng ta có 3 đêm đại nhạc hội, khoảng hơn 60 ca sĩ nổi tiếng ở hàng đầu hải ngoại giúp cho cái hội chợ Tết của chúng ta và coi như vào cửa miễn phí trong 3 ngày luôn. Thì ngoài ra chúng tôi có chương trình là tuyển lựa hoa hậu quận Cam, rồi thi trẻ em mặc quốc phục đẹp và tài năng, đồng thời thi hát, thi cải lương. Thì nếu quý đồng hương nào muốn tham gia thì xin gọi điện thoại cho bên hội Tết cộng đồng là 1-800-404-6616 để nhận đơn thi tham gia trong dịp tranh tài những cái kỳ thi để làm cho cái buổi mà hội chúng ta thêm hào hứng hơn. Chúng tôi được biết là hầu hết là các hội chợ Tết mà tổ chức trong cộng đồng cũng như là khắp mọi nơi đó thì mà vô cổng thường thường phải bán vé để mà cho ban tổ chức có một số về vấn đề tài chính để mà cho những cái hoạt động của tại hội chợ Tết. Thì hội chợ Tết lần này lần đầu tiên mà Phạm Khanh được biết rằng tổ chức một cái đơn vị rất là lớn tại một công viên lớn mà thu hút đồng hương rất là đông mà lại không có thu tiền gì hết, thì các anh lấy vấn đề tài chính ở đâu ra để mà có thể chi trả cho những cái vấn đề nghệ sĩ cũng như những cái hoạt động bên trong cái hội chợ Tết đó thưa anh? Thì bình thường thì mọi khi chúng ta biết là khi tổ chức cái hội Tết ở công viên Garden Road đó thì chúng ta phải trả một số tiền thuê mướn cái công viên đó, thì số tiền rất là lớn. Thì ở bên Mount Square Park đó, thì cái cơ quan quận Cam, giám sát viên Andrew Đỗ và những người đồng viện đó, họ nhìn nhận cái hội Tết của mình giống là cái ngày văn hóa và họ hỗ trợ mình, cho nên họ không có lấy cái tiền mà thuê mướn cái công viên đó. Thì bởi vì họ không có tính cái tiền đó cho mình, cho nên ban tổ chức nghĩ rằng cái tiền đó mình mở cửa để cho đồng hương vào cửa free. Còn những cái tiền mà thuê đặt, những cái tiền mà để mình mướn cái gian hàng hay là những cái gì ở trong cái để tổ chức hội chợ Tết đó, thì chúng ta dựa vào cái tiền mà bán gian hàng. Rồi thứ hai nữa là tiền của những người bảo trợ. Thì hai khoản tiền đó nó sẽ bù đắp vào những cái chi phí cho hội chợ Tết. Rồi ngoài ra thì chúng ta cũng có những cái... những người mà giống như là những nhà tài trợ hay là những người mà vendor đó, họ giúp bằng cách là họ mua đặt gian hàng hay là họ quảng cáo, họ bảo trợ những cái gian hàng để mà phổ biến những cái thương mại của họ. Thì đó là những cái mà ban tổ chức lấy cái tiền đó để mà trang trải những chi phí. Chúng tôi biết rằng là cái chuyện mà tổ chức một cái chương trình hội chợ Tết, một cái hoạt động lớn trong cộng đồng như vậy thì cần đòi hỏi rất là nhiều về vấn đề tài chính, mà cần sự yểm trợ của các cơ sở thương mại, ví dụ mạnh thường quân cũng như là những vị có lòng hảo tâm trong cộng đồng để mà chúng ta góp một bàn tay. Và trong trường hợp mà muốn liên lạc với ban tổ chức để mà đóng góp cho cái chương trình thì phải liên lạc cái website nào, số điện thoại ra sao thưa anh? Thì chúng tôi nghĩ rằng cái hội xuân là cái ngày văn hóa truyền thống của dân tộc, cho nên nó nên mở cửa cho tất cả mọi người đều có cơ hội vào hội chợ Tết. Cho nên cho dù tính tiền 1 đồng 2 đồng nó cũng không còn cái ý nghĩa của ngày hội xuân. Nên ban tổ chức cố gắng làm sao mà để cái ngày hội xuân chúng ta ai cũng thể vào được.
thì quý vị có thể liên lạc đến ban tổ chức vào số phone là 1-800-404-6616 hay là vào website của Hội Tết là www.hoitetcongdong.org. Xin mời quý vị đến với Hội Chợ Tết năm nay Xuân Bính Thân tại công viên Mai Xuân Phát thuộc thành phố Fan Valley.